con bự tay to chờ mình với. Ủa, đốm, cuối cùng bạn cũng đi câu cá hả? Ừ. Có người hôm qua nói chán phèo mà. Nhanh lên đi các bạn, nếu không trời tối hết câu được đó. Ta to, bụng bự, hôm nay mình sẽ câu nhiều cá cho các bạn coi nè. Mình cũng vậy, mình đã chuẩn bị giỏ thật to để đựng rồi nè. Ừ, mình câu nhiều cá và cho mẹ nấu luôn. Còn mình đã dặn mẹ không mua cá ở chợ rồi. Chán quá à, không có con cá nào cắn câu hết. Đổ qua chỗ này xem thử, coi có hên hơn không. Đúng rồi, bạn phải kiên nhẫn chứ. Bạn đổi hoài như vậy thì làm sao cá ăn được. Câu cá thì phải kiên nhẫn chứ Đốm. Tại nó không ăn chứ bộ, chứ mình là cực kỳ kiên nhẫn rồi đó. Không thèm nữa, bực bội à. Chán quá, chán quá, chán quá đi. Đốm đốm, cá cắn câu rồi kìa. Đừng có nói xạo. Thiệt mà, đúng nhìn kìa. Hả? Li liu, hụt rồi nha. Không sao đâu đó, mình có đem lưỡi câu theo nè. Mình nói lại câu tiếp. Ừ, mình sẽ bắt con cá đó cho bằng được. Hết hồn, cái gì trời. Bụng bự, tay to, mau qua đây giúp. Con cá này bự lắm, mình kéo không có nổi. Không câu nữa đâu, chán quá. Ê Đốm, chờ mình với. Sao Đốm, có câu được cá không con? Câu cả buổi mà chẳng có con nào. Con đổi ra chục chỗ mà chẳng có con nào chịu ăn, thật là đáng ghét. Con à, câu cá đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn. Nếu con không kiên nhẫn thì không thể nào thành công được đâu. Con nhìn xem, nếu không có kiên nhẫn, mẹ con cũng không thể nào ngồi hàng giờ để đan cho con chiếc áo đẹp như vậy. Và ba cũng không thể nào khắc cho con bức tượng này con trai à. Wow, đẹp quá ba ơi, đẹp quá mẹ ơi. Đó là thành quả của lòng kiên nhẫn đó con à. Dạ, con đã hiểu thế nào là sự kiên nhẫn rồi ạ. Con cảm ơn ba. Ôi rồi. Thằng cháu luôn rồi. Đốm ơi, Đốm. Đốm ơi, Đốm. Đi chơi đá banh với tụi mình đi. Không được, mẹ Đốm đang bị bệnh, Đốm phải ở nhà. Hay là mình cũng ở nhà giúp Đốm đi. Ai mà xấu dữ vậy nè. Còn có ai nữa, bụng bự lắm. Hả? Cái gì? Đốm ơi, Đốm, xuống ăn bánh nè con. À, có bánh, có bánh. À, bánh gà tô, thích quá, con được chưa mẹ? Đi vô rửa tay đã con. Mẹ có việc phải đi. Đốm ở nhà ăn bánh, uống sữa xong rồi học bài nha con. Dạ. Ah!
Giờ hết rồi, giờ phải làm sao đây? Sao ba đứa lại vẽ lung tung lên tường vậy hả? Đốm, con giải thích cho mẹ coi. Dạ thưa mẹ, tại dạ, tại vì Đốm làm đổ bánh và sữa. Nhưng mà vì sợ bác la nên mới nhờ tụi con vẽ. Tại con lâu ngoài mà không có sạch nên thôi đừng khóc nữa, mẹ hiểu rồi. Chà, nhìn kỹ thì bức tranh cũng đẹp đó chứ. Thì không bác. Đẹp không bác? Là tụi con vẽ đó. Nhưng các con phải nhớ một điều nè, lần sau phải biết dũng cảm nhận lỗi do mình gây ra, hiểu chưa nè? Dạ hiểu. Bây giờ thì có ai muốn ăn bánh kem nữa không ta? Dạ con. Con. Ba mẹ đi thăm nhà bà con, đồ ăn mẹ để sẵn trong bếp. Đốm ở nhà ngoan nhé. À, hôm nay chỉ có một mình ở nhà, thích quá. Trước tiên mình phải làm gì đây ta? À, phải rồi. Ngồi đi mấy bạn. Công nhận không có ba mẹ ở nhà sướng ghê. Muốn coi kênh nào thì coi. Ừ, đúng rồi đó. Coi TV xong tụi mình làm gì nữa Đốm? Tất nhiên là chơi rồi. Ai chiến thắng người đó sẽ được kho báu. Dạ. Dạ. Bây giờ sẽ là trò súng nước. Bằng chiếu. Bùm. Bùm. Vinh. Bằng. Yeah. Bây giờ sẽ là trò chơi họa sĩ. Trời ơi, cái gì vậy nè? Đó. Mẹ không cấm các con chơi, nhưng mà chơi xong thì phải nhớ dọn dẹp gọn gàng nha. Thôi, các con rửa tay rồi xuống bếp ăn bánh nha. Ba mẹ có đem bánh về nè. Dạ. Sao lại có khói? Tiêu rồi.
anh đã nói với em là phải cẩn thận rồi mà. Năm, mười, 15, 20, 25, 30. Đố ai tìm được ta? Bắt được rồi nha. Trời, vậy mà cũng thấy nữa. Chỉ còn đốm thôi. Đốm, đốm ơi, đốm à. Đốm ơi, đốm ơi, đốm à. Đây là đâu? Vô ít thôi, ta trói chặt lắm. Nào ốc tiêu mà đòi bắt cóc ta. Ta là thú dữ nghe chưa? Đồ yếu xìu. Đồ đáng ghét, chứ mà hiếp ta. Cứ chửi đi, ngươi sẽ là buổi tối tuyệt hảo của ta. Không, không, thật ta dai lắm. Mẹ ơi cứu con. Một cho thêm muối vô, hai cho thêm muối vô, ba cho thêm chó vô. Chó đớp khóc nhẹ. Tôi cái này cho tội ham chơi nè, dám đi một mình nè. Ôi da, tôi ngươi nên giảm cân nha, đồ mập lù. Không, ta hứa mà. Ngươi thả ta ra. Không còn kịp rồi nhóc à. Không sao rồi, thôi về nhà nhanh mới được, kẻ bị bắt thật thì chết. Mình đói bụng quá à, sao mẹ chưa nấu ăn vậy ta? Ôi trời, anh xin lỗi em, bây giờ anh đã biết ai là thủ phạm rồi. Cô ơi, cho tụi con hỏi, đúng giờ chưa cô? Bạn ấy làm cho tụi con tìm khắp nơi. Đã tới lúc chúng ta bắt đầu rồi. Bầu trời thật đẹp. Hôm nay là sinh nhật mình. Chúc đón sinh nhật vui vẻ. Này là sinh nhật đơm yêu, này là bao quà mới sinh, này là đơm ta luôn ngoan hiền, luôn luôn dễ thương. Chắc chắn mình sẽ có rất nhiều đồ chơi cho mà xem. Oh yeah. Đúng à, con ở nhà nha, bây giờ ba mẹ ra ngoài và sẽ về vào lúc tối. Tạm biệt con yêu. Ba mẹ không nhớ hôm nay là ngày gì sao ta? À, vẫn còn mà. Alo, đốm hả? Mình bận rồi, bye bye. Chủ nhân của số điện thoại này đã bận ăn tiệc, xin gọi lại sau. Mọi người đã quên sinh nhật mình rồi. Chúc mừng sinh nhật đó. Của cậu nè. Xích qua, xích qua. 1, 2, 3. Tại sao chứ? Tại vì đốm làm cái gì cũng không cẩn thận. Đáng trách hơn là sai còn không nhận lỗi. Đốm biết lỗi rồi, nhưng đốm phải làm sao bây giờ? Hãy tự suy nghĩ đi nha. Chết
Sinh nhật vui vẻ nha con trai. Này là sinh nhật đơm yêu, này là bao quà mới sinh, này là đốm ta luôn ngoan hiền. Chúc mừng sinh nhật đơm yêu. Con có tưởng mọi người đã. Con xin lỗi vì những chuyện rắc rối đã xảy ra. Con không có cố ý đâu, nhưng không biết sao con quên mất tiêu. Phải như vậy chứ. Nào, bây giờ thì thổi nến đi con trai của ba. Ngôi nhà đó thật đáng nghi. Nè đốm, bạn nhìn gì vậy? Thấy ngôi nhà này có đáng nghi không? À, cái ngôi nhà này là của ông Hà Mã. Cách đây 5 năm á, ông ấy đã chuyển nhà ở cùng với con trai của ổng tới thành phố khác rồi. Sao lại bị bỏ hoang như vậy? Chắc tại không có người ở thì nó bị bỏ hoang vậy thôi. Không đúng. Có thiệt không? Không thể nào. Tối hôm qua mình thấy có một cái bóng người lảng vảng trước ngôi nhà đó. Vậy chắc chắn là người ngoài hành tinh rồi. Buổi tối không có ai dám ra ngoài đâu. Mình nghe người ta nói á, người ngoài hành tinh có phi thuyền, mà bây giờ làm sao mình tìm phi thuyền đây? Bạn nói to, người ta phát hiện bây giờ. Không ổn, có thể sẽ bị phát hiện. Quay về, mình sẽ có kế hoạch tác chiến lần hai. Mình đã nói là có người ngoài hành tinh ở đây rồi mà. Bạn la to người ta tới bắt bây giờ. Thả tôi ra, thả tôi ra. Bác bò vàng, ủa sao bác lại ở đây? Bác hỏi hai đứa mới đúng. Làm gì ở trong này? Nguy hiểm lắm biết không? Ui da, không phải trong này là nơi ẩn nấp của người ngoài hành tinh hả bác? Ai bảo vậy? Đây là nhà của ông Hà Mã mà. Ông Hà Mã chuyển nhà cách đây lâu rồi. Vì ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm với vợ ông, cho nên ông không muốn bán. Vì nhớ bà, ông Hà Mã đã về lại ngôi nhà. Lát nữa sẽ có người tới dọn dẹp sạch sẽ. Dạ, tụi con biết lỗi, sẽ không dám nữa đâu. Lần sau tò mò cái gì thì phải hỏi người lớn nha, không được tự ý hành động theo ý mình. Nào, lại đây, bác bế hai đứa ra. Siêu thị điện máy đang giảm giá, cho nên ba mua một dàn karaoke tặng cho hai mẹ con. Vậy là từ đây những khi rảnh rỗi thì em có thể hát karaoke được rồi. Yeah, thích quá. Con sẽ luyện hát karaoke mỗi ngày để sau này trở thành ca sĩ. Ủa, ba nhớ là đốm muốn được trở thành phi công lái máy bay mà. Vậy thì đốm vừa làm phi công vừa làm ca sĩ luôn. Ừ, sau này làm phi công, còn bây giờ thì phải làm ca sĩ nhí của riêng ba mẹ ha. Không biết là ca sĩ này giúp ba mẹ giải trí hay là tra tấn ba mẹ bằng giọng hát của mình đây. Đốm sẽ cố gắng hát thật hay để cho ba mẹ nghe. Bác voi Mammoth đang bị bệnh rất là nặng. Hôm nay ba mẹ phải đi thăm bác ấy. Vậy con được phép rủ các bạn tới nhà mình chơi được không ạ? Ừ, được chứ. Các con có thể chơi đồ chơi. Và mẹ cũng đã nấu sẵn cơm cho đốm ở trong bếp rồi. Ở nhà con phải cẩn thận, không được tự ý cắm các chui điện nghe con. Điện rất là nguy hiểm. Dạ, con biết rồi ạ.
Thôi, bây giờ ba mẹ đi đây. Chiều ba mẹ về, con ở nhà ngoan nha. Dạ, ba mẹ đi cẩn thận nha. Các bạn ơi, ba mẹ mình đi vắng rồi. Ba mẹ mình cho phép mình mời các bạn về nhà cùng chơi đó. Nhưng mà nhà bạn có gì vui không? Nhà mình có nhiều đồ chơi lắm, nhiều đồ ăn nữa. Nhà mình đi liền đi. Wow, nhà đó mới mua dàn karaoke đúng không? Ừ. Wow, thích quá à. Thôi, mình dừng chơi rồi chơi đi. Rồi mình vừa ăn, mình vừa hát karaoke. Nhưng mà mình không biết cắm dây điện và mở máy. Cắm điện dễ mà, chỉ cần cắm cái chui vào ổ điện là xong. Nè, xong rồi, có sao đâu. Yeah, hát thôi. Ba bà đi bán lợn con, bán luôn bụng bự ham ăn lại lười. Bụng bự la hét trời, khóc than đời về hứa sẽ chăm ngoan. Ốp, 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 gánh nó sai. Vui ghê. Ủa, bị gì vậy? Không biết nữa, chắc là đốm nhảy dữ quá nên tuột dây điện rồi. Bị tuột dây rồi nè. Cắm vô lại đi. Đốm ơi, đốm ơi, còn có sao không? Tại bạn tan to đó, tại do bạn nói là cắm điện không sao hết. Giờ đốm chết rồi nè. Mình chưa chết, điện quả thật rất nguy hiểm. Từ nay mình sẽ nghe theo lời ba mẹ, trẻ em không được tự ý. Hôm nay mình và bà con có một món quà bất ngờ dành tặng cho bạn. Hả? Quà gì vậy? Bạn sẽ biết ngay thôi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. À, thích quá. Wow, hay quá, mình rất thích. Cảm ơn hai bạn nhiều. Mà con đánh đàn hay quá. Bạn học từ khi nào vậy? Mình học được gần 3 tháng rồi. 3 tháng mà biết đánh đàn? Vậy đánh đàn có dễ học không? Nếu thật sự thích thì mình sẽ làm được. Ba mẹ ơi, con muốn học đánh đàn. Sao tự nhiên đốm lại muốn học đánh đàn vậy? Con đi sinh nhật bụng bự, bọn con đánh đàn guitar hay lắm, con rất thích. À, như vậy sao? Vậy đốm muốn học đàn guitar luôn à? Dạ, con muốn đánh guitar giỏi như bạn bò con. Vậy đốm có biết học đàn rất khó không? Dạ, bò con nói chỉ cần mình thích là mình sẽ làm được. Thôi được rồi, ba mẹ sẽ mua cho đốm một cây guitar. Yeah, thích quá. Chỉ sợ con không kiên nhẫn thôi. Không đâu mẹ. Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng, ta siêng năng tập đàn, đi à. Trời ơi, cái này là con đang quánh đàn, chứ con đâu có đánh đàn đâu. Phải học từ cơ bản chứ con. Cơ bản là sao vậy mẹ? Có nghĩa là bắt đầu từ từng nốt nhạc, đồ, rê, mi, pha, son. Hả? Chỉ từng nốt hả? Không phải cả bài hả mẹ? Không phải, bây giờ con hãy chịu khó bắt đầu với từng nốt nhạc nha. Dạ, để con thử. Đồ mi mi, đồ rê, pha pha rê. Trời ơi, mệt quá, sao mà chán vậy nè. Thôi, mình ra ngoài rủ các bạn đi chơi thôi. Chỉ sợ con không kiên nhẫn thôi. Không được, mình phải cố gắng, không được phụ lòng ba mẹ. Mi mi mi, mi mi mi, mi son đồ rê mi. Ao, đau tay quá. Ba mẹ ơi, nhìn nè, tay đốm sưng hết rồi. Đau quá, đốm muốn học đàn nữa đâu. Ủa, ba mẹ cứ tưởng là đốm đã biết học đàn guitar sẽ rất đau tay rồi đó chứ. Nhưng đau tay lắm ba mẹ, đốm không làm được. Nhưng rồi đốm sẽ quen thôi. Toàn là đồ rê mi, còn lâu lắm đốm mới đánh đàn được. Thôi, được rồi, tạm thời ba sẽ mang cây đàn này đi cất. Sau này khi nào đốm muốn học thì ba sẽ lấy ra nha.
Từ nay đến sẽ suy nghĩ kỹ hơn và không vội vàng đòi mua nhiều thứ nữa ba. Một cây, hai cây, ba cây. Ui da. Cây bút này nhìn ngộ ghê. Không biết cô ai mà làm rất gây đầu của mình. Nhưng mà hình như nó từ trên cao rớt xuống thì phải. Từ trên trời rớt xuống. À, vậy là ông trời cho mình cây bút này là của mình. Wow, nhìn kỹ thấy nó đẹp ghê. Vẽ thử coi sao. Sao kỳ vậy? Ra đây là cây bút thần kỳ, vẽ bất cứ cái gì cũng thành thật. Lại cho ta. Bà là ai? Ta là phù thủy. Vậy cây bút này là của bà? Đúng vậy, đây là cây bút phép thuật. Nó rất là trung thành. Nó chỉ có ích thực sự với chủ của nó thôi. Cây bút của bà thật là phiền tái. Vậy sao lúc nhặt được cậu không tìm cách đem trả? Con cũng do mình tham lam. Đúng là cái bức thiệt tối mà. Đi học về là đi học về. Em vào nhà em chào ba mẹ. Khác, khác quá à. Con búp bê này nhìn lạ quá. Chắc là có ai làm rớt. Khá, nó Búp bê biết nói. Khá, nó Nước ở đâu bây giờ? À, phải rồi, về nhà. Thôi mẹ con đi học mới về. Chuyện gì mà gấp gáp dữ vậy con? Wow, bạn bay được hả? Cảm ơn bạn đã cứu mình. Mình tên là Bibi. Mình đến từ hành tinh búp bê. Hành tinh búp bê? Đó là hành tinh có màu hồng rất đẹp. Nhưng nó xa lắm. Vậy làm sao Bibi đến được đây? Mình đi lạc, một cơn gió to cuốn mình tới đây. May mà có bạn. Có gì đâu. Để cảm ơn, mình có cái này tặng bạn nè. Đây là gương không gian. Gương không gian?
Dùng gương này thì bạn có thể nhìn thấy được cảnh vật trên khắp thế giới. Nhưng mà nó nhỏ xíu. Bạn đừng có lo. To ra, to ra. Đây là sư tử, đây là ngựa vằn, còn đây là chuột túi. Gương này có thấy được hành tinh của Bibi không? Được chứ. Hành tinh búp bê, hành tinh búp bê. Hành tinh của Bibi đẹp quá. Cầu vồng, cầu vồng. Sao vậy Bibi? Có cầu vồng, mình sẽ về được nhà. Đúng, đưa Bibi ra chỗ cầu vồng nha. À, có rồi. Phong, cảm ơn Đốm nha. Đốm sẽ nhớ Bibi lắm. Bibi cũng vậy. Đến lúc Bibi phải về nhà rồi. Tạm biệt Đốm nha. Tạm biệt Bibi. Mình sẽ nhớ. Cũng bị cuốn theo hướng đó. Ê, bụng bự, bạn đang làm gì đó? Mình mới mua lon nước nhưng mà bị mất khoang rồi.
không có mở được. Chuyện nhỏ. Đứa nào đó? Đứa nào ném đá vào đầu của ta? Bác bà ơi, cái nón đó của ba cháu rất thích, bác lấy liền cháu được không bác? Hai đứa bay ném đá vào đầu của ta, tự bơi ra mà lấy đi. Tại bạn á, phải tìm cách lấy lại nón chứ. Mình biết rồi, bây giờ bạn tìm cho mình những món này nha. Mình leo lên cây đây. Quăng lon nước ngọt lên đây đi bụng bự. Sao giờ này chưa thấy đốm ở đâu hết vậy? Mẹ đốm có thấy mấy cái đồ tôi phơi ở ngoài sân hay không? Tự nhiên đâu mất tiêu rồi. Cả lớp ngồi xuống đi. Hôm nay cô có quà cho cả lớp nè. Cô sẽ cho mỗi bạn một hạt dưa hấu bong bóng. Lớp chúng ta sẽ thi xem ai trồng được trái dưa to nhất. Phần thưởng sẽ là một hộp bánh quy thật to. Không biết khi trồng lên thì sẽ trông như thế nào ha. Cứ trồng thử rồi sẽ biết thôi. Hộp bánh quy kỳ này của mình là cái chắc. Ủa, phần thưởng là đồ ăn mà bạn không hào hứng hả bụng bự? Trời ơi, trồng ba cái này cực muốn chết mà chưa chắc được giải nữa. Thôi, mình không có ham. Vậy mình lãnh giải thưởng thì đừng có xin nha. Mình cũng thích ăn bánh quy lắm. Hộp bánh đó phải là của mình. Xong nhiệm vụ rồi. Mai có lên được hay không thì cũng kệ. Ủa,
có chuyện gì mà mấy bạn bu đông quá vậy? Trái dưa của đớm mọc rồi nè, bay lên luôn rồi. Bay được luôn kìa. Trái của mình cũng đã nở rồi, nhưng chưa bay được. Kỳ này chắc đớm nhận giải rồi. Sao mày không chịu bay lên như những trái dưa hấu khác chứ? Không thể để bánh quy lọt vào tay kẻ khác được. Và bây giờ chúng ta sẽ tổng kết xem trái dưa của ai là to nhất nha. Không hiểu sao sáng thức dậy thì trái dưa của em héo còn có nhiêu đây à? Tại mấy bạn trồng dở quá đó. Nhìn trái dưa của mình nè, bự chưa? Sao? Chứ không phải, tại bạn giới trò hả bụng bự? Mình không hiểu mấy bạn nói gì hết trơn á. Tối qua mình đã quay được cảnh bạn lén vào nhà mình phun thuốc trừ sâu hạn nặng lên trái dưa của mình. Bạn nhắm chân không lại nên bày trò đạp người khác xuống để nâng mình lên như gì? Tại mình thích ăn bánh quy quá chứ bộ. Cô vốn định chuẩn bị tất cả mỗi bạn một phần quà bánh quy để khích lệ tinh thần, nhưng có vẻ như bụng bự không được ăn rồi. Chính trái dưa của em á cũng buồn nên không bay được đó. Mình nhận ra lỗi của mình rồi. Sau này mình sẽ lấy phần thưởng để làm động lực phấn đấu, chứ không phải tìm cách chơi xấu nữa. Bạn biết nhận lỗi như vậy là tốt rồi. Chạy lên đi ngọn cơ cao nguyên. Dạ, chúng em chào cô. Các em ngồi xuống đi. À, cô vừa có một ý này hay lắm. Sao hôm nay lớp chúng ta không đi tham quan hành tinh âm nhạc ha? Oh yeah, cô là số 1. Hành tinh âm nhạc hả? Mình đi thử đi. Cô, hai tụi em đi thử đi. Bụng bự có vẻ thích nhạc quá ha. Âm nhạc là một môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt đó các em. Âm nhạc giúp cho cuộc sống con người sinh động và thú vị hơn đó. Mà đâu có ai gì nghe nhạc như bụng bự đâu, phải không cô? Tại sao các em không tự tìm hiểu ở hành tinh âm nhạc nè? Nốt nhạc kìa, bay nhảy khắp nơi luôn. Lớp chúng ta đi tham quan nha. Ở hành tinh âm nhạc có rất nhiều vùng đất dựa trên những phong cách và thể loại nhạc khác nhau. Chúng ta có nhạc hiện đại, nhạc cổ điển nè, nhạc êm dịu nè, rất nhiều luôn. Có thể nói âm nhạc là thứ kết nối mọi người và ai cũng có thể nghe nhạc được. Vùng đất giao hưởng. Âm nhạc có đang nghe du dương quá cô ha. Đúng rồi, nhạc giao hưởng được xem như loại nhạc xua tan đi mọi mệt mỏi. Khi em bé nghe còn có thể phát triển trí tuệ nữa. Nhạc gì mà nghe sến quá à. Em qua bên kia chơi nha cô. Ồ, hai anh cũng thích nghe nhạc điện tử hả? Chứ sao, quẩy lên đi mấy đứa. Yeah, lên là lên là lên là lên. Sao mọi thứ sơ sát quá vậy? Ui da, tự nhiên lỗ tai của mình nhức quá ta. Đạp đổ thùng rác, lăn trên bãi cỏ là do em làm đó bụng bự. Còn lỗ tai nhức là việc kết cấu tai trẻ em chưa chịu được âm thanh lớn liên tục. Nếu tiếp tục nghe nhạc lớn thường xuyên có thể dẫn tới thủng màng nhĩ, điếc luôn á. Cô giáo nói đúng rồi đó anh bạn nhỏ. Em thử tìm nghe những loại nhạc thiếu nhi đi, thích hợp với lứa tuổi của mình. Hồi còn nhỏ anh cũng nghe nhạc thiếu nhi không à. Bây giờ em hiểu rồi. Cảm ơn cô và anh đã chỉ cho em một bài học về âm nhạc nha. Wow, khung cảnh thiên nhiên thật là yên bình. Thích ơi là thích luôn á. Đớp làm gì vậy? Ở dưới đất đâu có cảnh đẹp đâu mà nhìn. Đây là khu du lịch chứ đâu phải đảo hoang đâu mà đớm đi tìm kho báu. Ở dưới đất cũng nhiều cảnh quan đẹp lắm đó.
Không tin, các bạn quan sát thử đi. Thôi, đến tự nghiên cứu đi, mình đi chụp hình đây. 2, 3, cười lên nào. Chùa Mồi sẽ tin nào. Mình sẽ khoe với các bạn về những bức hình này. Thế nào các bạn cũng thích vào coi. Ước gì mình có thể đem hết tất cả các cảnh đẹp này về nhà mình ha. À, bụng bự, hay là mình vẽ ký hiệu hai đứa mình lên thân cây đi. Làm vậy thì mình sẽ lưu giữ mãi hình ảnh của mình ở đây mà không cần phải đem cây về nhà. Ý hay á Tài To, mà mình đâu có biết vẽ đâu. Thì bạn chỉ cần vẽ cái vòng tròn thật là to, còn mình chỉ cần vẽ đôi tay dài thôi. Ok, chúng ta tiến hành nào. Mình sẽ vẽ một cái bụng thiệt là to. Ui, à, đau quá. Ai mà giận kỳ quá vậy? Ây, à. Đau quá à. Ai nhéo tay mình vậy? Có chuyện gì vậy hai bạn? Có ai như bóp bụng mình rồi đánh vô bụng mình nữa à. Đau quá đớm ơi. Có ai đó đang nhéo vào tay mình. Ai? Ai đang chọc phá bạn của tôi? Ra mặt đi. Thì ra đây chính là nguyên nhân. Ai là người khắc những cái lệnh thân cây vậy? Là mình cũng vẽ đôi tay. Là mình muốn lưu lại kỷ niệm khi đến đây. Tại các bạn vẽ bậy, thân cây trường trị các bạn đó. Cây cỏ cũng giống như chúng ta vậy, cũng sẽ biết đau khi bị tổn thương mà. Huống chi hai bạn cắt lên cây làm cây bị chảy máu rồi nè. Mình chỉ muốn lưu lại kỷ niệm để đánh dấu nơi mình đã từng đến thôi mà. Làm vậy là sai rồi đó. Ai cũng quắt lên cây hết thì cây sẽ chết, chưa kể sẽ làm xấu cảnh quan nữa. À đúng rồi đó, mình sẽ lưu lại bằng những hình ảnh đẹp là tốt nhất. Kỷ niệm được đánh dấu bằng những cảm xúc mà chúng ta trải qua, chứ không phải bằng việc khắc lung tung như vậy. Xin lỗi thần cây, con sai rồi, xin ông tha thứ. Con cũng xin lỗi ông, tại con không có ngoan. Nhớ nha, lần sau mà còn dễ bậy, ta sẽ biến các con thành phân bón luôn đó. Dạ, dạ sợ lắm rồi ông ơi. Hay quá à, mình hết đau rồi. Một ông sao sang, hai ông sang sao, ba ông sao sang, sang chiếu buông ánh sáng. Trên trời cao bao mây sao sao. Tại mình còn nhỏ, từ từ mình sẽ sáng như mọi người thôi. Ngôi sao sinh ra là đã sáng rồi. Đúng rồi, đồ thừa. Một ngôi sao sáng bằng biết pháp sáng thì bỏ đi cho rồi. Sao mấy bạn lại nói vậy? La 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 la. Ơ, à, lỗi bị tắt rồi. Chắc là tại gió to quá đó. Thắp lại đèn là được à. Hả? Hình như là có tiếng ai khóc thút thít thì phải. Chia ra đi tìm thử đi. Bên đây không có gì hết á. Ở trên tán cây kìa. Ồ, có một ngôi sao. Bạn làm sao vậy ngôi sao nhỏ? Chạy nhanh về nhà, không thôi là cảm đó. Mấy đứa có bị ướt không? Dạ không mẹ ơi, hên quá, trời vừa mưa nên chưa có lớn. Ủa, tại sao ngôi sao này lại khóc vậy? Tại con thấy tuổi thân với tình cảm gia đình của mọi người quá. Anh em của con lúc nào cũng hất hủi con. Tại vì con là ngôi sao mà không biết phát sáng. Con nói con là đồ bỏ đi nữa. Ôi, vậy là không được rồi. Lời nói đâu có mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau chứ. Chắc là tại anh em con suốt ngày chê bai nên sao nhỏ mới bị mất tự tin. Nhưng mà bác tin là con làm được đó. Hay chưa?
lên đi. Mình tin bạn làm được mà. Tất cả mọi người ở đây đều tin bạn làm được. Sao nhỏ kìa, nó còn sáng hơn mặt trăng nữa. Sao mà sáng dữ vậy? Đó là tiền lực đồng yêu của mọi người giúp mình tin vào bản thân. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Tạm biệt số nhỏ. Ôi trời ơi, xấu hổ quá à. Nấp vào cái đám mi này đi. Ráng lên con, thầy Pháp sắp tới rồi. Thầy Pháp đã tới rồi đây. Ai có bệnh tật gì khó chữa, đã có thầy đây. Thầy tới rồi. Thầy xem giùm thằng con nhà tôi, sao nó bệnh gì mà ho sặc sụa à. Đừng có lo, để cho thầy xem. Có chuyện gì không ổn hả thầy? Con chị bị bệnh rất là nặng, không ổn đâu. Vậy bây giờ phải làm sao đây hả thầy? Phải cần một nguyên liệu đặc biệt để chữa bệnh. Đó là gì hả thầy? Tai thỏ. Ồ. Phải tìm cho được một cái tai thỏ thì mới cứu được con của chị. Mình đánh nha. Chị nhìn kìa, có thứ mình cần tìm rồi. Tai to đánh cầu siêu quá à. Cũng thường thôi. À, cháu gái à, cháu có đôi tai đẹp ghê. Dạ, cháu cảm ơn. Cháu có thể cho ta một cái không? Dù sao cháu cũng có hai cái tai lận mà. Làm sao cháu có thể cho cô tai của cháu được? Cô cần tai thỏ để cứu con của cô. Nó bệnh nặng lắm. Không được, tai có tác dụng đón lấy âm thanh và truyền tới màng nhĩ, giúp ta có thể nghe được, không hề có tác dụng chữa bệnh. Nếu con cô bị bệnh, cô có thể đem tới bác sĩ để khám. Đừng nhiều lời. Tai thỏ là một nguyên liệu rất quý. Đây là cách chữa bệnh từ ngàn đời nay rồi. Nếu mà chữa bệnh mà lấy tay của người khác thì người bệnh cho dù được khỏe mà cũng chẳng vui đâu. Chị chuột ơi, chỉ cần cắt được cái tay này, con chị sẽ khỏe lại liền thôi. Bà làm cái gì vậy? Tôi đang cứu con của bà cơ mà. Tôi không cần nữa. Còn tôi khỏe mà người khác phải mất tay thì tối nay tôi ngủ cũng không ngon. Tôi không cần ông nữa. Tôi sẽ cho con tôi đi bệnh viện, chứ không phải cầu cứu hữu tục như mấy người nữa. Bà đi đây. Ôi trời ơi, con tôi. Anh đã bị bắt vì hành nghề mê tín dị đoan, can thiệp y tế phản khoa học. Anh đừng hòng trốn lệnh truy nã nữa. Cảm ơn các cháu đã giúp cô nhận ra những hủ tục từ xưa tới nay thì cần được bài trừ. Chữa bệnh thì phải có khoa học. Cô xin lỗi bé gái này nha. Bây giờ thì mình đưa con cô tới bác sĩ ngay đi, để bạn khỏe trở lại. Đi đi cô, nhanh lên. À, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình bị biến thành con chim rồi. Chim gì mà mập quá vậy? Bay cô không nổi nữa. Đốm ơi Đốm, là mình nè, bụ bự nè. Chíp chíp, chíp chíp. Cái con chim mập này, cản đường cản lối quá, tránh ra đi. Thôi chết rồi, Đốm không có thể nghe thấy tiếng của mình. Lần đầu tiên thấy con chim béo tròn béo trục vậy đó. Thôi bye bye chim nhỏ nha. Thôi tiêu rồi, bây giờ mình phải làm gì đây? Đói quá à. Nguyên một khu rừng mà chẳng có gì để ăn hết. Hí. Vừa nói là có đồ ăn liền. Cuối cùng cũng có con mồi trắng câu. Bơ người ta, thả ta ra.
Hên quá à. Bắt được ngay một con chim béo mấp. Ăn hết chắc là no tới chiều. Bớt người ta cho xoăn thịt. Kêu gào vô ít thôi. Thôi rồi, mình đây là con chim, đi kêu cũng đâu có ai nghe. Cái này mình chết chắc rồi. Cái này dám cổ ta. Ta sẽ ăn hiểu một nữa. Ôi trời ơi, lão cô trời ơi. Đừng có bỏ nữa. Khoan hô, các bạn đã đuổi được hắn đi rồi. Không có gì đâu, không có gì đâu. Giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn là việc ai cũng nên làm. Đúng rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Mình thiệt là xấu hổ. Trong khi mình ích kỷ xua đuổi các bạn đi thì các bạn lại giúp đỡ mình. Hả? Biết trở lại rồi. Trước giờ chúng ta không có hiểu nhau, nhưng từ nay chúng mình sẽ luôn chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống nha. Có đói bụng thì cứ tìm tới mình, mình có nhiều đồ ăn lắm. Sắp tới quý cô chỉ toàn gặp chuyện xui xẻo không á, không có chuyện nào mà xảy ra theo ý mình hết. Dạ, gặp xui hả? Vậy có cách nào vượt qua không vợ? À, có một cách, nhưng mà ngươi phải cam kết mới được. Dạ dạ, con cam kết ạ. Nhớ nha. Có chuyện gì vậy em? Sáng nay em đã định không đi chợ rồi. Ờ, ở nhà còn đồ ăn mà đúng không? Không, hết sạch rồi. Vậy do giá cả tăng hay sao vậy em? Không, là em đã biết là không được đi ra ngoài mà cố đi nên bị xui vậy đó. Rồi à, em có gặp chuyện gì không? Em thì không sao, nhưng mà cái ví tiền của em thì mất sạch. Tháng này là tháng cô hồn mà. Con cũng bị xui nữa hả? Dạ không, con không có ai để chơi hết đó. Sao vậy? Vậy tay to với bụng bự ở đâu? Dạ, cả hai bạn ấy đều bị ba mẹ không cho ra khỏi nhà vì bảo tháng này xui lắm. Con chẳng hiểu tại sao nữa. Ông thấy chưa, từ hôm nay trở đi hai cha con cũng không được đi đâu ra khỏi nhà, nghe không? Trời ơi, làm gì có tháng hên tháng xui, là do mình bất cẩn mà ra thôi. Thời đại nào rồi mà con đồng ý với ba, con muốn ra ngoài chơi. Có kiêng có cử có lành, nếu hai cha con không nghe lời tôi á thì tôi nghĩ nấu ăn cho cả nhà luôn. Không biết đúng hay sai nhưng hậu quả tương lai là rõ rồi đó ba. Không đâu con, tương lai như thế nào là do hành động bây giờ tạo ra hết đó. Con giúp cho ba nha. Thời tiết hôm nay vô cùng đẹp, phù hợp để đi dã ngoại. Khu du lịch Đại Cát 5 sao hoàn toàn miễn phí, duy nhất trong ngày hôm nay. Ngày Đại Cát, giờ Đại Cát, bạn sẽ gặp quý nhân và toàn những điều may mắn lớn khi ra ngoài. Nhanh lên, nhanh lên, bây giờ chúng ta ra ngoài tận hưởng vui vẻ nào. Dạ. Đúng vậy, hôm nay là ngày may mắn nhất, đến Đại Cát 5 sao còn miễn phí mà. Dạ, tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp ngay. Dạ, 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 tôi sẽ trao đổi. Dạ, cảm ơn ông. Em à, chúng ta phải chuyển chỗ ở khác thôi, không còn cách nào nữa. Ở đâu anh? Anh vừa nhận được cuộc gọi điều chuyển công tác của Ủy ban bảo vệ đường hầm thời gian thế giới. Thank you.
sẽ không để cho lịch sử thay đổi em à. Nhưng mà còn gia đình của mình thì... Ba đi đâu, hai mẹ con theo đó. Huống gì đây là nhiệm vụ rất đặc biệt. Chúng ta phải đi ngay sao mẹ? Đúng vậy con à. Ngay cái việc chia tay với tay to, bụng bự cũng không được sao? Đây là nhiệm vụ mật nên không được chia sẻ với ai hết. Chúng ta sẽ có dịp gặp lại các bạn thôi. Mẹ biết đốm sẽ rất buồn khi rời xa các bạn và đồ chơi. Nhưng mà ở trên không gian là không trọng lực, những đồ vật này sẽ gây hại đó. Chỉ được phép mang vật nhẹ nhất thôi con à. Đi xa sẽ rất nhớ những kỷ vật này. Nhưng chỉ cần trong tim con luôn có bạn bè thì mãi mãi vẫn là bạn bè con ha. Đây có nước hả? Kia kìa, chúng ta lại đó thôi. Quý khách vui lòng xác nhận vân tay. Xác nhận không đúng, 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 xác nhận không đúng. Cái máy khốn kiếp này có mở cửa ra không? Vui lòng cư xử lịch thiệp. Chúng tôi khát nước quá à. Máy bán nước đi máy. Máy bị lỗi, vui lòng thông báo. Hả, đúng là máy móc rách việc. Dẹp mấy cái máy này cho rồi. Không được phép nói xấu, vui lòng cư xử văn minh. Cư xử thô lỗ, không được phép. Cư xử thô lỗ, không được phép. Hả, trời ơi là trời. Cái này gì vậy trời? Mình xui xẻo lắm mà. Các bạn cố gắng lên, mình phải đi bộ về nhà thôi. Và cái số nữa thôi ạ. Về nha, chúng ta sẽ được ăn sung sướng. Ảnh hưởng người phụ gây lỗi, thẻ đen cấm giao dịch. Ảnh hưởng người phụ gây lỗi, thẻ đen cấm giao dịch. Cái gì vậy trời? Đến nhà mình lại gây quà rồi. Mẹ ơi, hôm nay bụng quá à. Con còn dám gọi mẹ nữa hả? Dạ, sao vậy mẹ? Không gọi mẹ, chẳng lẽ gọi là bà phù thủy? Con còn dám chọc mẹ. Đúng, mẹ là phù thủy. Nên từ giờ nhà mình sẽ không gạo, không trái cây, không sữa, không nước ngọt, không shopping. Tất cả đều không. Tại sao vậy mẹ? Thẻ đen cấm mọi giao dịch. Con đã làm gì để trung tâm mua sắm toàn cầu liên kết gửi thông báo về gia đình chúng ta vậy? Con có biết là con đang gây ra chuyện lớn rồi không? Con chỉ giỡn hơi mạnh tay với cái máy bán hàng thôi mà. Đâu có. Con có thể chờ máy hoạt động lại, hoặc là gọi tổng đài nhờ hỗ trợ mà. Mọi hành vi bạo lực đều gây ra kết quả không tốt. Con thấy không? Dạ, có lỗi của tụi con nữa hả? Cho tụi con xin lỗi. Giờ thì chúng ta phải chịu nhịn đói thôi.
Con coi tivi vậy là đủ rồi con. Làm cái gì có ích hơn đi chứ. Nhưng hôm nay là chủ nhật mà. Vậy con giúp ba mẹ làm việc nhà nha. Con chỉ thích làm việc gì lớn thôi. Việc nhà nhỏ xíu à. Mẹ làm thì tốt hơn con đó. Lý sự dữ ha. Có việc này rất lớn này đốm. Cả ba và mẹ đều không làm được. Đốm giúp ba mẹ nha. Là việc gì vậy? Con sẵn sàng làm ngay. Nhưng con hứa là phải nỗ lực hết mình. Mẹ tin tưởng vào con đó. Dạ, cứ giao cho con. Vậy bây giờ con đắp đất lên toàn bộ các gốc cây trong vườn giúp ba mẹ đi. Hả? Con một mình đắp đất? Mẹ tin tưởng vào con. Việc rất lớn, chỉ có thể là con thôi. Cả ba và mẹ cùng hùa nhau lừa gạt mình. Một thiệt xúc đất mà là việc lớn. Việc dơ dẫn, vô ích thì có. Lại còn chỉ có mình con làm được. Nè 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 nè, cẩn thận, có tôi cứu. Tôi mà bị té là anh biết tay tôi đó nha. Nè Vun, anh làm gì mà leo lên cái xẻng của tôi vậy? Anh còn lo ái là sao? À, tôi đang mừng việc. Anh tới phá nát công việc của tôi mà còn to giọng cãi chày cãi cối nữa hả? Cái gì? Mừng việc? Cái này mà gọi là làm việc á hả? Cười quá à. Nào anh em, chúng ta tuy nhỏ bé nhưng không thể ai coi thường mình. Anh em đồng loạt tấn công. Đồng siêu nè, dám nhạo báng người khác hả? Bắn gì mà cũng bắn dở ẹt. Hai tục tấn công, không cho đối thủ bỏ chạy. Anh em tấn công. Đồng hề, rai quá. Người ở đâu tới, đã phá hoại công trường của chúng tôi, lại còn chê bai người khác nữa. Tôi không biết là các bạn ở đất lung tung như vậy là làm việc. Ở trong lớp học dở lắm phải không? Đâu có, tôi học giỏi mà. Giỏi cái quái gì mà kiến thức dung bụi đất để làm đất tơi xốp còn không biết nữa. Thôi, giờ tôi xin lỗi dòng họ nhà Vun ha. Việc gì cũng có giá trị cả. Đốm xúc đất bón vào gốc cây là quan trọng lắm đó. Đúng vậy, tại đốm cuối đò làm chuyện to không à. Dung dung chứa xuất sắc đã làm cho tên hắc dịch này hiểu ra vấn đề. Tôi sai rồi, sai rồi, bỏ qua nha. Tới rồi. Có gì ăn không vậy đốm? Vô đây, vô đây. Đợi xíu nha. Đã quá. Ngon quá.
Đốm. Dạ. Con biết lỗi của con chưa? Dạ, con biết rồi. Con xin lỗi mẹ. Lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu. Lần sau, trước khi mời các bạn về nhà chơi, con phải xin phép và báo trước để mẹ còn chuẩn bị nữa. Chơi xong cũng phải biết dọn dẹp lại sạch sẽ nghe chưa? Dạ. Mẹ ơi, tối nay mình ăn gì? Trong tủ lạnh giờ không còn gì hết trơn đó. Tối nay nhà mình ăn mì gói vậy. Trời nóng quá đi mất. Mình nghe mẹ nói á là thời tiết nóng nực làm cho cây cối héo queo, mùa màng thất thu tùm lum hết á. Chẳng biết ông thần mưa đi đâu mất tiêu rồi nữa. Tụi mình không thể ngồi không như vậy được nữa, phải đi tìm ông thần mưa thôi. Nhưng mà biết ai đi tìm bây giờ? Thì đương nhiên là mình rồi. Trong nhóm này á là mình khỏe nhất chứ gì nữa. Phải mạnh mẽ như vậy mới vượt khó mà tìm được ông thần mưa. Ý bạn nói là mình yếu hơn bạn hả? Chứ không phải hả? Chấp nhận sự thật đi. Ừ, bụng bự đã xung phong rồi thì tụi mình sẽ ở lại đây đợi bụng bự về nha. Được rồi, mình đi đây. Để xem có tìm ra ông thần mưa không thì biết. Ông thần mưa ơi, ông thần mưa, ông đang ở đâu vậy ông? Dạ. Ây da, đau quá. Mệt quá à. Tìm hoài mà ông thần mưa vẫn đâu mất tiêu à. Ủa, bụng bự, bạn đã tìm được ông thần mưa chưa? Mình tìm không có được. Bạn tưởng bạn có sức khỏe thì sẽ làm được sao? Để mà tìm được ông thần mưa thì phải cần một người thông minh, nhanh nhẹn như mình đây. Mày nói vậy á, thì mai đi tìm đi, thách bạn tìm ra. Được thôi, ngày mai sẽ tới mình. Ông thần mưa ơi, ông thần mưa. À, hay là mình hỏi xung quanh đây thử coi. Bông hoa, có gặp thần mưa không? Ông thần cây ơi, ông có gặp thần mưa không ông? Thật đáng sợ, trong rừng thật là nguy hiểm. Đó, mình nói rồi mà bạn đâu có tin đâu. Ít nhất là mình vẫn thông minh hơn bạn ha. Tới giờ mà bạn còn nói như vậy nữa hả? Thôi thôi, dừng lại đi, hai bạn cãi nhau hoài à. Anh chị ơi. Chuột hả? Sao giờ này em lại ở đây? Em đang đi tìm đồ ăn gì cho mẹ thì nghe mấy anh chị cãi nhau nên em ra đây. Anh chị để em đi tìm thần mưa cho. Hả? Em đi tìm? Dạ, mặc dù em yếu ớt nhưng cho em giúp sức với. Em chỉ muốn trời mau có mưa, mùa màng có lại thì mẹ em mới có đồ để ăn. Mẹ em đang bị bệnh mà không có gì để ăn ở nhà hết. Trời, thần mưa kìa. Ông thần mưa ơi, ông ở đâu mà hai ngày nay tụi con đi tìm ông không thấy đâu hết á? Ta đã biết, nhưng ta không xuất hiện. Bởi vì cái con đi tìm ta chỉ vì ghen tị, ganh đua nhau. Còn chuột, con tuy yếu ớt nhưng biết nghĩ cho mẹ, cho người khác. Ta đã cảm nhận được tấm lòng của chuột nên đã xuất hiện. Thì ra là vậy, hai bạn có thấy mình sai chưa hả? Mình biết mình sai rồi, xin lỗi Đốm. Mình không nên phát lái với bạn như vậy. Mình cũng xin lỗi bạn nhiều lắm nha. Thôi, dù sao thì thần mưa cũng xuất hiện rồi. Mọi người hãy vui lên đi nào. Bụng bự, nhanh lên, sắp tới ca bác bảo vệ thay ca rồi đó. Từ từ, đang tới nè. Nói nhỏ thôi. Giờ kiểm tra đã hết, các em mau nộp bài đi. Hả? Còn chút xíu nữa mới xong mà. Sao hết giờ sớm quá vậy? Đớp, bụng bự, bỏ viết xuống. Hết thời gian làm bài rồi. Lần kiểm tra này cũng như lần trước nha. Ai dưới 5 điểm thì cô sẽ mời phụ huynh đó. Biết rồi, chúng ta phải sửa lại bài kiểm tra đó. Vì một tương lai tươi sáng, không bị mời phụ huynh. Đừng nói lớn quá, mau đưa mình cái súng bắn dây nè. Được rồi, mình lên trước, bạn qua sau nha. Hả? Ai đó? Tôi chết rồi, bị phát hiện rồi. Mau trốn đi bụng bự, trốn đi. Mình trốn nha.
mọi chuyện trông chờ vào bạn á. Sắp bài của mình với bộ bự đâu rồi ta? À, đây rồi. Bài này mà cô chấm chắc được 2 điểm. Sửa lại thôi. Thôi chết, đáp bảo vệ sắp tới rồi. Xin lỗi bụng bự nha, mình cũng kịp sửa bài cho bạn rồi. Rồi, bây giờ cô sẽ phát bài kiểm tra. Đốm, 9 điểm. Đốm, tay cái coi. Bụng bự, 3 điểm. Hả? À. Bụng bự, cái này là của em đúng không? Tối qua em là người lẻn vào trường làm chuyện mờ ám gì đúng không hả? Bụng bự, điểm thấp còn bài trò nữa hả? Cô sẽ báo với hiệu trưởng đuổi học em. Tại... Đốm nè, cậu tính để bụng bự chịu lỗi một mình như vậy sao? Sao lại không? Hai người cùng chịu tội thì tội cũng có ít hơn đâu. Cứ im lặng mà lấy 9 điểm về khoe mẹ thôi. Ngươi là đồ xấu xa, ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình. Thôi đi, lúc nào cũng nghe lời nhà ngươi thì chỉ có chết. Ồn ào quá, im lặng đi. Thưa cô, chính em là người tối qua đã lẻn vào sửa bài kiểm tra, nhưng không kịp sửa bài cho bụng bự. Thật không ngờ, cả hai em lại làm chuyện gian dối trong học tập như vậy. Cô chắc chắn sẽ phạt nặng hai đứa. Nhưng trong chuyện này, Đốm cũng là người dũng cảm. Khi dám thừa nhận lỗi lầm của mình, thay vì đuổi học, cô sẽ cho hai con một cơ hội nữa. Dạ, em xin hứa là lần sau sẽ là đôi bạn cùng tiếng với bụng bự, chứ không phải là cùng làm tội phạm nữa. Nhớ đó nha. Trên cành cây chim hót, rồi em đi dưới vườn xuân. Ba bạn thân lấp lo, rồi em tung tăng sân nhà. Ồ, hôm nay con trai của ba có gì mà vui vậy? Dạ, hôm nay con có hẹn với mấy bạn đi tham quan lễ hội hoa. Ba mẹ chúc Đốm đi chơi vui vẻ, nhưng nhớ đừng có nghịch phá, kẻo làm hư hoa của người ta. Dạ, con biết rồi. Chào ba mẹ, con đi đây. Ê, còn bên này nữa nè. Lễ hội hoa năm nay đẹp quá ha. Ồ, mình thấy có nhiều hoa hơn năm trước á. Đồ ăn cho khách tham quan cũng được bán nhiều hơn. Mình thích nhất là hoa đồng tiền, các bạn thích hoa gì? Mình thích hoa vạn thọ, Tết nào mẹ mình cũng mua nhiều ơi là nhiều. Còn mình thích nhất là hoa hồng, nhà mình có trồng nhiều lắm á. Bông hoa đồng tiền đẹp quá à. Đâu, chỉ mình xem với. Wow, màu sắc thật là đặc biệt, thích quá à. Mình muốn hái bông hoa đồng tiền này về nhà, hai bạn giúp mình hái nó nha. Nhưng mà người ta để biển cấm hái hoa kìa. Nhưng mà chỉ một bông thôi, chắc không có sao đâu. Không được đâu, như vậy là vi phạm quy định đó, hái hoa sẽ bị phạt. Nhưng chỉ một bông thôi, mình thích lắm, các bạn không giúp mình không chịu về đâu. Đốm, làm sao bây giờ? Thôi được rồi, mình sẽ hái giúp bạn, nhưng chỉ một bông thôi đó. Yeah, mình cảm ơn bạn nhiều nha. Bác bắt quả tang đang hái hoa rồi nha. Các cháu không nhìn thấy chiếc bảng cấm hái hoa hay sao? Dạ, con thấy, nhưng con chỉ định hái một bông thôi. Các cháu phải biết tuân thủ quy định chứ. Bác sẽ báo cáo việc này với ba mẹ các cháu. Cháu không có hái, cháu không liên quan. Bác đừng mét ba mẹ cháu. Nhưng cháu đã giúp bạn làm việc sai, cháu cũng có lỗi. Dạ, con là người hái hoa, con xin chịu tội hết. Bác đừng có mét ba mẹ bạn ấy nha. Đốm chỉ giúp hai cháu một bông hoa thôi là lỗi tại cháu. Bác tha cho Đốm đi bác. Thôi được rồi, bác thấy các cháu đều đã biết lỗi, như vậy là tốt, lần này bác bỏ qua. Cháu cảm ơn bác nhiều. Dạ, lần sau cháu sẽ không hái hoa dù chỉ một bông. Các bạn nhớ nha,
không được hái hoa ở những nơi đã được quy định. Phải vượt qua. Mình qua rồi, mình thật là giỏi quá. Bụng bự bây giờ đã trở thành ông hoàng độ cao rồi. Việc gì mà vui vậy con? Mẹ, con đã nhảy qua được khỏi cái cây hoa đó rồi. Ôi, con thật là giỏi mà. Mẹ hãnh diện vì con quá. Con lấm lem hết rồi kìa, vào tắm đi con. Mệt quá, mà sao ngày nào cũng phải tắm hết vậy? Nghỉ tắm một bữa có sao đâu chứ. Bụng bự, sao con không đi tắm mà đi ngủ rồi hả? Thiệt đúng là lười như heo mà. Ngày hôm nay là ngày hội muôn thú. Tất cả các bạn hãy bỏ qua những thù ghét, điều xấu xa, để chúng ta cùng nhau vui vẻ, chịu không? Chịu. Vậy chúng ta hãy cùng nhau nhảy múa nha. Vui quá các bạn. Thiệt đã, thiệt là vui. Tất cả yên lặng. Tất cả các bạn hãy yên lặng để thưởng thức vũ điệu bụng bự của mình. Bảo đảm các bạn sẽ ghiền luôn cho mà coi. Bắt đầu đi. Bắt đầu đi. Sao? Mọi người thấy hay không? Đâu hết trơn rồi. Tụi mình ở đây nè. Sao mọi người lại xỉu hết vậy hả? À, mình múa hay đến mức đó sao? Không phải bạn múa hay, mà người bạn hôi quá à. Mọi người hít vô rồi xỉu đó. Mình hôi hả? Hình như bụng bự không tắm hay sao á. Vô hộ nhà chuột này luôn nha. Dơ vậy, nổi ghẻ cho coi. Bụng bự làm gì gãi dữ vậy? Không biết sao mình bị ngứa quá. Chết rồi, bụng bự ở vô, không tắm bị nổi ghẻ rồi. Ghê quá à. Gì? Ghẻ hả? Ghê quá à. Ghê quá. Vậy thôi mọi người ơi. Sao mọi người bỏ mình hết vậy? Tụi mình không bỏ bạn đâu, nhưng bạn phải tắm rửa sạch sẽ, không được ở dơ nữa. Mình sợ lắm rồi. Mình sẽ về nhà tắm rửa sạch sẽ đây. Dĩ nhiên là cà đêm cao hơn rồi. Đốm đúng là tham ăn mà. Vậy tao tao không ăn hả? Ngon lắm đó nha. Mình không thèm. Vậy thì mình với bụng bự ăn thôi. Ngon quá. Sao hai bạn lại vứt ra ở đây? Trời ơi, đây là công viên chứ bộ. Đâu phải nhà của bạn đâu mà không được vứt rác. Như vậy là mất vệ sinh lắm, bạn có biết không? Thôi, mình đi chỗ khác chơi đi bụng bự. Ở đây á, bàn tay to sạch sẽ của mình sẽ la mình đó. Ừ, phải đó. Ê, ê, rảnh thì lượm bỏ vô sọt rác giùm tụi mình nha. Cái tên đốm này dám quăng rác vào nhà mình. Đúng là tên đốm ở dơ, làm bẩn chỗ ở của mình rồi. Ủa, sao ai lại đem rác của mình lại đây vậy ta? Ê, bắt quả tang ngươi rồi nha. Dám đem rác lại cửa nhà ta quăng hả? Ngươi quăng chỗ ta trước thì có. Là ngươi. Bây giờ hai bị cáo nói nghe coi. Bụng bự coi đó. Bị cáo không được gọi ta là bụng bự, phải gọi ta là chủ tòa. Dạ chủ tòa. Bị cáo bắt quả tang cái con chuột nhắt kia đem bịch rác để ngay cửa nhà bị cáo. Bị cáo la nó mà nó còn đánh bị cáo như vậy nè.
Dạ không phải, cái thằng đốm kia nó đem bịch rác lên chỗ của bị cáo ạ. Em chỉ đem để lại nhà nó thôi, vậy mà nó đánh em như vậy nè. Anh chủ tờ bụng bự dễ thương. Có phải thấy không bị cáo đốm? Thầy rác là thứ dơ bẩn, tại sao lại để trước cửa nhà của người khác? Người chết rồi đốm ạ. Chuột nhắt cũng có tội. Hả? Tội gì chứ anh chủ tờ? Nếu thấy rác dơ bẩn thì phải dọn đi cho sạch, cớ sao lại mang lại nhà người ta rồi còn đánh nhau với người ta? Cái gì kỳ vậy? Tờ gì tầm bậy quá vậy hả? Sao mà thấy mũi khó chịu quá, nhức đầu quá vậy nè? Mình cũng vậy, khó chịu quá à. Ôi sao đau đầu quá vậy nè? Cả ba bạn hay quá, ở bẩn vứt rác bừa bãi hết phải là bệnh rồi chứ sao nữa. Có như thế á, mấy bạn mới biết hậu quả của việc vứt rác bừa bãi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Các bạn biết không, mình rất thích trở thành một cô giáo. Vừa thông minh, vừa xinh đẹp, các em sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời mình. Vậy bạn có đánh các em khi không nghe lời bạn không? Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà các em đi học thì phải làm bài tập đầy đủ, không hả thì mình sẽ tiếc và mong đó. Vậy chắc các học sinh của bạn sẽ sợ bạn lắm nha mà xem. Sao lại sợ mình? Vì bạn hung dữ quá mà. Các bạn đúng là quá đáng mà. Vậy còn hai bạn muốn làm gì? Bụng bự mình đây sẽ trở thành đầu bếp của nhà hàng 15 sao hạng nhất hành tinh này. Ủa, mình mới nghe là nhà hàng 5 sao thôi mà bụng bự. Sao nhà hàng của bạn tới 15 sao luôn? Bây giờ chỉ 5 sao, nhưng đến khi mình lớn thì mọi thứ sẽ lớn theo. 5 sao chỉ trở thành 15 sao thôi. Còn mình muốn trở thành một nghệ sĩ chơi đàn thật hay. Mỗi lần mình gãy thì mọi người phải chăm cho, thán phục. Đếm hay quá, đếm là thiên tài âm nhạc. Ôi, mình thần tượng đếm quá à. Đếm đáng yêu quá. Đếm, bạn đang mơ hả? Đâu có mơ gì đâu. Nhưng bạn đâu có biết chơi violon đâu. Tưởng chuyện gì, chứ việc học đàn á thì vô cùng đơn giản với mình. Mình sẽ xin mẹ mình mua đàn cho mình học, và mình sẽ đàn cho mọi người nghe. Bạn học đàn tới đâu rồi? Bạn đàn cho chúng mình nghe một đoạn được không? Hư bao nhiêu cây đàn rồi, chắc là đàn hay lắm á tay to. Mình đã đàn giỏi hơn trước rất nhiều rồi, các bạn muốn nghe không? Tất nhiên là muốn. Không muốn mình đến đây làm gì? Vậy thì mình sẽ cho hai bạn thưởng thức. Ba mình nói tiếng đàn của mình có 102 luôn đó. Vậy bạn cho tụi mình nghe thử đi, mình tò mò quá. Đúng. Còn lại đàn nữa hả? Sao bạn đàn ghê quá vậy? Mình không kịp chạy thoát thân luôn nè. Mình đàn như vậy đó, mình đàn hoài mà sao nó không hay vậy? Mình vô dụng như vậy sao? Thôi, bạn nín đi. Mình muốn làm thiên tài đàn thôi mà. Sao mình tập qua mà không được vậy? Con trai à, đàn không phải là con muốn giỏi muốn hay là được. Dù con có tập luyện cỡ nào mà không có năng khiếu thì con cũng không học giỏi được. Nhưng không giỏi đàn không có nghĩa là con là đứa vô dụng. Đúng rồi đó, đốm của mình rất thông minh mà. Hồi xưa giờ chuyện gì đốm cũng giỏi hơn mình mà. Thiệt hả mẹ? Hả thấy to, bụng bự? Đúng rồi, nhưng mà về cái vụ đàn á thì bỏ đi nha. Nhìn những ngôi sao kìa, sao chúng lại lấp lánh, xinh đẹp như vậy chứ? Ước gì mình hái được nhiều ngôi sao như vậy về trang trí trong phòng mình. Căn phòng của mình sẽ thật là lung linh, rạng rỡ. Những ngôi sao xinh đẹp, cơ hội ngàn năm có một. Ta phải hái được nhiều ngôi sao đem về thôi. Không, bạn không được mang chúng tôi đi. Không được.
trời kia mà. Các bạn cứ ơ yên nó đi. Nhờ các bạn mà căn phòng của Đốm mới đẹp như vậy nè. Làm sao Đốm thả các bạn ra được? Chúng ta phản đối, bạn thả chúng tôi ra đi. Các bạn yên nào. Căn phòng của mình thật là đẹp. Mấy hôm nay mấy bạn có thấy gì lạ không? Mình không còn nhìn thấy ngôi sao nào vào buổi tối nữa. Tối nào cũng chỉ thấy mỗi mặt trăng thôi. Không hiểu sao các ngôi sao đi đâu hết rồi. Không có các ngôi sao, bầu trời thật là buồn và xấu. Hay là có kẻ xấu nào lấy hết ngôi sao rồi? Mình mà bắt được kẻ đó, mình sẽ cho hắn một trận luôn. Đốm, Đốm cũng không biết tại sao nữa. Sao dạo này mấy ngôi sao mất tích đâu hết rồi anh ha? Anh cũng thấy lạ ghê. Con chào cô chú, tụi con ghé chơi với Đốm một lát ạ. Dạ, Đốm có nhà không cô chú? Tụi con lên nhà đi, Đốm đang ở trên phòng đó con. Đốm ơi, Đốm. Bạn có thả chúng tôi ra không? Nếu không chúng tôi sẽ trừng phạt bạn đấy. Đốm không thả, nhất định không thả đâu. Quá ra là cũng giấu các ngôi sao trong phòng của mình. Sao Đốm lại làm như vậy chú? Đốm thật là quá đáng. Cứu con đi mà. Ôi dạ, đau quá. Con biết lỗi mà, tha cho con đi. Đốm, Đốm ơi, Đốm ơi, con làm sao vậy? Thiệt là kinh khủng mà. Con mơ thấy con thấy các ngôi sao trên trời và các trong phòng mình. Con làm cho các ngôi sao nổi giận và các ngôi sao phạt con. Chỉ là một giấc mơ thôi con. Không ai hái được sao trên trời đâu. Các vì sao là của chung mọi người. Và các vì sao phải ở trên trời mới tỏa sáng được. Dạ, con biết rồi mẹ. Không được tham lam lấy của chung để làm của riêng cho mình hả mẹ? Ba ơi ba, con robot của con bị gãy tay rồi. Ba sửa giùm con đi. Nè, xong rồi nè Đốm. Nó chẳng thèm nói lời cảm ơn với mình nữa. Mẹ mẹ, ba mới sửa lại cho con robot nè. Đẹp quá chừng luôn mẹ. Đẹp quá chừng. Đốm ăn bánh không? Bánh ngon quá chừng luôn mẹ. À, con qua nhà bụng bự chơi á mẹ. Hồi nãy bụng bự có rủ con á. Thằng Đốm này lại quên nói cảm ơn rồi. Nặng quá. Cố lên đây to, mình sẽ đẩy phụ bạn. 2, 3. Đẩy lên được rồi, cảm ơn bạn nha Đốm. Không có chi, bắt bàn tay to nha. Đốm hả? Phụ mình lấy đồ đang phơi vô nha. Trời sắp mưa rồi. Hên quá, sáng chút nữa là ướt hết rồi. Tự nhiên mưa cái ào. Thôi vô nhà ăn bánh đi Đốm. Bạn không cảm ơn mình hả bụng bự? Úi giời, tụi mình thân quen quá chừng, cảm ơn gì nữa. Đẩy lên được rồi, cảm ơn bạn nha Đốm. Như lúc nãy ta cũng cảm ơn mình mà. Hôm nay con giúp bạn bụng bự và bạn tay to, nhưng chỉ có mỗi bạn tay to là cảm ơn con thôi. Còn bụng bự nói rằng là thân quen quá thì không cần cảm ơn nữa, đúng không ba mẹ? Vậy khi giúp tay to, Đốm cảm thấy như thế nào? Giúp tay to rất là cực, nhưng khi được tay to cảm ơn thì con cảm thấy không còn mệt nữa. Còn bụng bự không cảm ơn thì con cảm thấy rất là khó chịu, con thích được cảm ơn hơn. Vậy hồi sáng con có cảm ơn ba mẹ đâu? Khi được người khác giúp đỡ, dù người quen hay là người lạ, chúng ta cũng nên nói lời cảm ơn. Vì đó là cách chúng ta bày tỏ sự biết ơn với người khác. Nhớ chưa Đốm?
Dạ, con nhớ rồi. Cảm ơn ba mẹ sáng nay đã giúp con nha. Trời gì mà nóng như quỷ à. Ráng chịu đi. Ở nhà cúp điện rồi, chỉ còn cách ra công viên hóng gió thôi. Ngoài này có khi còn nắng hơn. Ê ê ê, đằng kia có cái máy bán nước ngọt kìa. Ê, có mang tiền xu không vậy? Mình không có mang đồng nào hết á. Bó tay, mình cũng không còn đồng nào hết trơn. Ý, mình còn một đồng xu nè. Hay quá, vậy là mình đỡ chết khác rồi. Trời ơi, lon nước có chút xíu thì ai uống ai nhịn đây. Bỏ có một đồng xu thì nó ra lon nhỏ là đúng rồi. Ê, hello mấy nhóc, mua nước uống hả? Sao hả mấy đứa? Khát lắm có đúng không? Có muốn uống nước ngọt không? Nè, cho mỗi đứa một lon nè. Dạ dạ dạ, con cảm ơn chú. Chú có lòng thì con có dạ, sao dám từ chối ạ? Mình làm gì vậy? Bụng bự, sao lại nhận đồ của người lạ? Lạ quá. Bạn nói gì vậy Đốm? Chú này mà lạ gì đâu. Mình nhớ có thấy chú này ở trên tivi rồi nè. Hình như đài gì ta? Để nhớ lại coi. Là đài thời sự, chuyên mục truy nã. Thôi mình nhớ ra rồi. Đây là tên chuyên bắt cóc trẻ em bằng thuốc mê. Cảnh sát đăng tin truy nã hắn mấy tuần nay rồi đó. Nói đúng lắm, giỏi quá chừng. Mà ta không chỉ biết xài thuốc mê thôi đâu, tao cũng biết xài dao nữa. Khôn hồn thì giơ tay chịu trói đi. À, bớ người ta, có bắt cóc. May cho các cháu là các chú vừa đi tuần tra ngang đây, nếu không thì sẽ rất là nguy hiểm. Mấy đứa nhớ sau này tuyệt đối không được nhận ăn hay uống bất kỳ cái gì từ người lạ, vì trẻ em là đối tượng rất dễ bị bắt cóc, rõ chưa? Dạ rõ. Dạ rõ. Để con dọn phụ chén dĩa cho mẹ nha mẹ. Ừ, Đốm cứ để chén dĩa ở đó, mẹ rửa cho. Con cứ lên học bài đi. Mẹ cực quá chừng. Hay để con phụ mẹ cho. Không cần đâu, chăm sóc mọi người là niềm vui của mẹ. Đốm cứ lên học bài rồi đi ngủ sớm là được. Dạ, vậy con xin phép lên học bài. Ồ, sắp tới sinh nhật mẹ rồi, phải làm món quà gì tặng mẹ mới được. Mẹ sẽ thích con robot cho tự tay mình ráp ráp này. Mẹ, mẹ, con tặng mẹ món quà sinh nhật này. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Mẹ cảm ơn Đốm nha. Mẹ thích con robot này lắm. Cái này do con tự lắp ráp phải không? Dạ. Chắc chắn sẽ làm mẹ bất ngờ cho coi. Đúng rồi đó, robot đẹp như vậy ai mà không thích chứ. Cuối cùng đã tới ngày sinh nhật của mẹ, giờ chỉ việc gói robot và tặng mẹ thôi. Ê Đốm, bạn đang gói robot tặng ai vậy? Tặng mẹ, vì hôm nay là sinh nhật của mẹ mình mà. Hả? Bạn tặng con robot nhân ngày sinh nhật hả? Có vẻ không ổn lắm. Chỉ có con nít như tụi mình mới thích chơi robot thôi, chứ người lớn đâu có thích chơi robot đâu. Hả? Mình quên mất. Bây giờ phải làm sao đây? Đừng lo,
Hay bây giờ ba đứa mình về nhà làm bánh kem tặng mẹ đi. Đúng đó, bây giờ làm nhanh vẫn còn kịp. Có cái gì không ổn lắm. Thôi kệ đi, chắc không sao đâu. Sao căn nhà tối thui vậy mấy đứa? Trời ơi, mấy đứa làm gì vậy? Dạ, con chúc mừng sinh nhật mẹ. Cảm ơn Đốm. Mẹ xúc động lắm. Nhưng sao các con dính bánh kem tùm lum vậy? Dạ, mới đầu con ráp robot tặng mẹ. Nhưng mà tụi con nghĩ là mẹ không thích robot, nên tụi con mới thức tóc làm bánh kem đó mẹ. Mẹ cảm ơn Đốm rất nhiều. Món quà lớn nhất mẹ nhận được hôm nay chính là tình yêu thương của con dành cho mẹ, chứ không phải bất kỳ món quà nào hết. Nào, bây giờ mẹ Đốm cắt bánh kem cho tất cả các bạn cùng ăn nha. Yeah! Vui quá. Mấy bạn đoán xem, người đó đang làm cái gì mà lây hoay nãy giờ vậy? Chắc là ăn húng tiêu nên đau bụng đó. Tìm chỗ giải quyết đi. Bạn làm như ai cũng như bạn á. Tối ngày ăn với uống. Vậy thôi, lại hỏi thử cho biết. Biết đâu mình giúp được gì cho người ta thì sao? Chú ơi, tụi con giúp gì được cho chú không? Oh, sorry, I can't speak your language. Oh, thì ra là người nước ngoài. Nhưng tụi mình đâu có ai biết nói tiếng Anh đâu. Mấy bạn để mình. Mình hay nghe ba mình nói tiếng Anh lắm á. We want to help you. Oh, thank you very much. I want to go to the museum, but I don't know the way to go. Can you show me the way? I thôi, bỏ tay. Không biết nói gì hết đó. Vậy mà làm thế ghê. Ông nói ông bị đau bụng chứ gì. I don't understand what you're saying. Du toilet. No toilet. Museum. Museum. Cái gì mà miêu miêu. Không hiểu gì trơn á. Bây giờ sao mấy bạn? Giờ phải làm sao chỉ đường cho người nước ngoài đây? Museum. Museum. Vậy phải không? Hay là vậy? Hay là vậy vậy? Trời ơi, tìm cách giúp ổng đi. Múa nãy giờ mà ổng không hiểu gì trơn á. À, mình nhớ rồi. Ai có điện thoại di động không? Alo, ba. Ba nghe thử con ông Tây này nói gì nha ba. I just want to go to the museum, but your kids take me to the public toilet. Trời ơi, ông nói ông muốn tới bảo tàng, mấy đứa dắt ông vô toilet công cộng chi vậy? Trời ơi, làm nãy giờ múa muốn chết à. Oh, thank you very much. Bye bye. Bye bye. Mà mai mốt gặp người nước ngoài nữa, mình nhờ người lớn biết tiếng Anh hay gọi cho tổng đài trung tâm hỗ trợ cho lẹ. Múa may lung tung không giúp ích được gì hết á. Đừng quên học thêm ngoại ngữ nữa nha. Ôi. Mà ba mình nói nấu nước sôi coi chừng phỏng đó. Thì tụi mình cẩn thận là được rồi. Ủa, sao nước tô của mình ít hơn nước tô của bạn vậy? Trời ơi, vậy mà ít hơn hả? Cầu lao quá. Đưa đây, để mình tự đổ. Đưa cho mình. Ơi, coi chừng. Rồi, tay tao bị phỏng rồi. Đau quá à.
bị phỏng xôi rồi. Thôi mình có cách rồi, mình nghe nói đắp bơ, kem đánh răng, dầu, nước tương, nước mắm á, áp lên vết thương thì sẽ hết phỏng đó. Bạn để mấy cái đó ở đâu vậy hả Tay To? Để mình tìm đắp lên cho bạn. Để à? Không được, không được đắp mấy cái tùm lum đó lên vết thương, dễ bị nhiễm trùng và bị nặng hơn nữa đó. Vậy chứ giờ phải làm sao? Việc đầu tiên khi bị bỏng là ngâm vết thương với lại nước sạch. Nước không được quá nóng, cũng không được quá lạnh. Nếu có muối ăn thì có thể thêm vào một tí để có tính sát trùng. Rồi sao nữa Đốm? Không xuất gì lên thì làm sao vết bỏng của mình lành được? Ngâm trong nước từ 15 đến 20 phút để vết phỏng không bị phồng rộp hay lan ra chỗ khác. Nếu bị phỏng ở chỗ có quần áo thì mình cắt quần áo cho đó luôn. Mà Tay To bị ở tay nên không cần. Mình lo quá à. Thôi mình kiếm nước đá đắp lên vết thương cho Tay To đi. Đắp nước đá có thể dẫn đến phỏng kép nếu như bị phỏng nặng loại 2 hoặc loại 3. Mình là con nít không biết phân biệt mấy loại phỏng này, cho nên tốt nhất là gọi người lớn. Hợp lý đó. Bạn ở đây ngâm tay cho Tay To đi, để mình chạy đi tìm mẹ của Tay To nha. Ừ, đi nhanh đi Bụng Bự. Cô ơi cô, nãy tụi con nấu mì á, cái Tay To bị phỏng nước sôi rồi cô. Tụi con sau này tuyệt đối không được nấu nước sôi khi không có người lớn ở nhà nghe chưa? Dạ, tụi con xin lỗi, mà Tay To đang ngâm trong nước nên chắc không sẽ sao đâu. Trường hợp khẩn cấp, vô tình bị phỏng nước sôi, mấy đứa nhớ nằm lòng là phải sơ cứu như vậy. Rồi gọi ngay cho người lớn đó biết chưa? Dạ, tụi con nhớ rồi. Sao mà Bụng Bự, cô cho chép phạt nhiều không? Chép bài quá chừng luôn, giờ hai cái tay mình sưng như chép mít luôn á. Thôi đừng có than, ai biểu bạn không chịu làm bài tập về nhà ăn chơi. Trời ơi chán quá à. Mình ước chi á, từ ngày mai trường học sẽ biến mất. Mờ với ước gì, lo học bài đi, ngày mai hình như kiểm tra đột xuất đó. Trời ơi, bài gì mà khó quá chừng, đúng là tra tấn não bộ mà. Thôi đi ngủ luôn. Có chuyện gì vậy? Ngôi trường biến mất tiêu rồi. Hả? Ý trời, chỗ này là trường học mà, sao tự nhiên biến đâu mất tiêu rồi? Mấy hôm qua còn ở đây mà. Không lẽ mình linh vậy sao? Điều ước hôm qua đã thành sự thật. Bạn bị gì mà cười hớ hớ vậy? À, không có gì đâu. Không có trường, vậy hôm nay mình nghỉ học hết á cô. Đúng rồi, nghỉ học chứ gì nữa. Không, hôm nay chúng ta vẫn học bình thường. Hả? Ê, lâu lâu ra ngoài đây học cũng mát quá hả? Ừ, nhưng mà ngồi dưới đất lâu ê mông ghê á. Ây, ây, còn có mũi nữa. Em Đốm và em Tay To tập trung nha, bây giờ sẽ làm bài kiểm tra. Chết mình rồi. Sao rồi, có chép nhiều như hôm qua không? Chép gấp 3 lần hôm qua luôn. Mà hôm nay ngồi dưới đất ơi mong lắm á. Mũi chích, kiến cắn nữa. Tao ngồi cũng lớp chiếc phạt còn hơn. Giờ mình mới hiểu có trường học thật đáng quý biết bao. Điều ước thiệt là sai lầm. Ước gì ngôi trường trở lại như cũ để mình có điều kiện học tốt nhất. Đúng là Bụng Bự,